Xin chào tất cả các chị em, Hoàng Mai Anh vừa mới đi dự event về. Và mọi người biết không, có một chị hôm nay thì ra gặp Hoàng Mai Anh và gọi là chia sẻ bảo là chị nhìn em mãi mà thấy em quen quen. Nhưng mà khi mà Hoàng Mai Anh cất giọng lên thì mọi người mới biết và chị mới chắc chắn rằng là đây là cô Trúc trong những cô gái trong thành phố. Và một điều mà chị bảo là chị cần phải hỏi nhỏ em đó là tại sao da mặt của em đẹp thế. Nếu như ai gặp Hoàng Mai Anh ở ngoài thì thực sự là Mai Anh rất là tự tin đó, da mặt căng, bóng mịn và không nám, không tàn nhang, cũng như là không có mụn đó. Thì với sản phẩm của Detox Blanc đó, chị có nói với Hoàng Mai Anh là em có quảng cáo cho Detox Blanc không, mà chị thấy em review khá là nhiều và chị thấy em tuần nào hết 2-3 clip. Thì Hoàng Mai Anh nói là em không quảng cáo mà em thấy sản phẩm dùng tốt, thực sự là nó tốt thì em review cho mọi người thôi, thực sự nó quá tốt đi. Và mọi người ơi, khi một sản phẩm tốt, đúng không ạ, và chúng ta muốn tận dụng hết tất cả những cái thành phần tốt trong này thì chúng ta phải biết cách sử dụng nữa. Rất nhiều bạn không biết cách sử dụng sản phẩm đó. Sản phẩm đã gọi là mask detox da mặt, đúng không ạ, gọi là cái mask có nghĩa là mặt nạ, đúng không ạ, detox đã thải độc, đúng không ạ. Thì mặt nạ chúng ta nên đắp tốt nhất từ 2 đến 3 lần một tuần thôi nha mọi người, chứ không phải ngày nào chúng ta cũng sử dụng đó. Khuôn mặt của chúng ta cũng thế, cần phải nâng niu chăm sóc và biết chăm sóc đúng cách đó thì da mặt mới đào thải một cách gọi là đúng nhất. Và khi những ai bị mụn thì Hoàng Mai Anh khuyên là nên mua kèm cả em serum peel trị mụn này nữa. Mà mụn, chị em gái chúng ta thì không thể nào tránh được mụn, đúng không ạ. Thời tiết nắng nóng này, công việc làm việc nhiều stress này, rồi là ra đường tia UV trực tiếp chiếu vào da thì cái việc bị mụn rất dễ và tàn nhang nó cũng rất dễ nữa. Vì vậy chúng ta nên mua luôn combo 2 sản phẩm này đi ạ. Quá là tốt và quá là rẻ, đã được Bộ Y tế cũng như Bộ Công an kiểm duyệt cấp phép rồi thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Để cho mọi người yên tâm hơn thì lại test cho mọi người trực tiếp, vì bây giờ Hoàng Mai Anh cần dùng. Và hôm nay thì bình thường là Hoàng Mai Anh sẽ phải tẩy trang trước, nhưng vì hôm nay bây giờ test cho mọi người thì Hoàng Mai Anh sẽ test trực tiếp trên khuôn mặt của mình luôn. Và mọi người sẽ thấy là khi mà cái lớp da của mình ấy, đấy, nhiều phấn này, rồi là kem nền như thế, mà em này em detox da mặt thôi thì nó có sạch không nha. Để mọi người có thể xem và kiểm chứng được cái độ gọi là an toàn, cũng như là những cái thành phần trong này giúp da của chúng ta thải hết tất cả những cái bụi bẩn da, những cái độc tố da. Và Hoàng Mai Anh khuyên mọi người là sử dụng em này tuần 2 lần nha mọi người. Mọi người massage nhẹ nhàng trước khi chúng ta bôi cái em này lên da mặt thì Hoàng Mai Anh khuyên là mọi người dùng cái kem tẩy trang trước đó, sau đó chúng ta massage khoảng tầm từ 10 đến 15 phút thôi nha mọi người. Chúng ta đừng có massage lâu và để quá lâu, chúng ta để đúng thời gian quy định và cũng như là chúng ta massage nhẹ nhàng đó để cho kem thẩm thấu lên da mặt của chúng ta như thế này. Mọi người có thấy không ạ? Đó, đây như này. Những ai mà bị tàn nhang nha, mà mọi người biết sao không? Tàn nhang là do là chúng ta đi ra nắng nhiều, bị tia UV trực tiếp chiếu vào, và đặc biệt có những người là do là gen di truyền từ mẹ nữa. Vì vậy là nó ăn sâu ở phía trong, dưới lớp biểu bì của da. Vì vậy là chúng ta cũng phải nên dùng cái mask thải độc này để đẩy hết tất cả những cái tế bào chết, cũng như là bụi bẩn và lớp melanin đang bị tăng hắc sắc tố, nó làm cái màu da của chúng ta bị sạm ở những cái vùng mà lớp melanin nó đang hoạt động. Vì vậy á, mọi người phải dùng cái này để thải độc, làm từ than hoạt tính, rất là lành tính luôn nha. Và từ đất sét trắng đó, đã lấy độc quyền của công ty Detox, đã mua được đó từ Pháp đó, mọi người thấy yên tâm không ạ? Và bình thường á, chúng ta biết là những cái sản phẩm ở ngoài thị trường á, có rất là nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Nhưng chúng ta là da của châu Á, và không có gì bằng việc là người Việt Nam hiểu người Việt Nam, đúng không ạ? Có nghĩa là công ty đã nghiên cứu cũng như là tìm rất là rõ về cái cách mà để điều trị cho làn da của người châu Á chúng ta, đặc biệt ở cái môi trường chúng ta khác môi trường ở nước ngoài, đúng không ạ? Môi trường của ta khí hậu ẩm đó, vì vậy là chúng ta cần những cái thành phần cũng như là rất là lành tính, và để thải hết những cái độc tố ra một cách rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là thải độc tố một cách rất là châm chích, đau rát hay là bong tróc da nha. Sản phẩm này rất là lành tính, mọi người có thấy không ạ? Đây này, cái bọt khí lên rất là nhiều. Những cái bọt khí này là tạo từ khí carbon đó, nó đang đẩy những cái bọt khí lên, là đang đẩy những cái bụi bẩn hết ra ngoài đó. Đặc biệt là chúng ta ra ngoài bụi bẩn này cùng với son phấn, rồi là những cái lớp melanin toxin của chúng ta đang bị bão hòa ở trong da của chúng ta, nó đẩy hết ra. Còn những ai bị mụn nha mọi người, sản phẩm này chuyên dòng về mụn nên là mọi người yên tâm là cái việc mà da của chúng ta bị mụn ấy thì không sợ là gây bị kích ứng da nha mọi người. Nó đẩy hết tất cả nhân mụn cho chúng ta, sau đó nó sẽ xê khít lỗ chân lông. Và những ai bị mụn thì Hoàng Anh khuyên nên dùng cả em này nữa để ngăn ngừa mụn, ngăn ngừa vết thâm và cũng như là giảm thiểu những cái vết mụn để lại trước đây, và nó tránh bị mụn tiếp tục. Và bình thường đến thời kỳ con gái rất dễ là nội tiết tố của chúng ta bị nóng, đúng không ạ? Thì với sản phẩm này nó sẽ làm điều hòa da của chúng ta, và những cái mao mạch của chúng ta vốn dĩ trước đây sử dụng những sản phẩm không lành tính này, không rõ nguồn gốc, nó bị bào mòn da, nó đã bị kích ứng da rồi, thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ cấp ẩm, cấp vitamin cho da của chúng ta, làm cho mao mạch của chúng ta thu lại, và nó sẽ ẩn bên trong, làm cho da của chúng ta có những cái lớp collagen, nó tăng sinh sự collagen, vì nó, trong này á nó có vitamin B, đặc biệt là có vitamin B3. Đấy, giúp tăng sinh, tái tạo sự collagen, chống lão hóa cho da. Đặc biệt những chị 30 đến 40 tuổi thì sử dụng sản phẩm này là quá ok. Còn những ai tuổi trẻ như Hoàng Mai Anh thì sử dụng em này để thải hết tất cả độc tố, bụi bẩn, và đặc biệt chúng ta hay phải make up thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ lấy hết tất cả những bụi bẩn sâu ở bên trong, dưới lớp biểu bì, thượng bì của da luôn nha mọi người. Đây, Hoàng Mai Anh chỉ gọi là để một khoảng thời gian thôi vì đang làm clip. Còn bình thường nhá, mọi người cứ massage sau khi lên bọt này để từ 10 đến 15 phút. Mọi người massage nhẹ nhàng 2 phút để nó hấp thụ hết tất cả những dưỡng chất của em Detox này vào. Sau đó thì mọi người rửa sạch với nước, không cần phải rửa lại với tẩy trang hay là kem rửa mặt nha mọi người. Với những cái sản phẩm như này này, nó rất là lành tính. Đó, nên là hoàn toàn mọi người rất là yên tâm về sản phẩm này, không sợ là bị gây kích ứng hay là bị châm chích đâu nha. Đó, những cái sản phẩm mà thực sự là Hoàng Mai Anh thấy không yên tâm ở ngoài thị trường bán rất là nhiều ấy là do là nó là như là kem trộn, kem gọi là kem người ta tự làm ấy. Nhưng với sản phẩm này là có công ty Đoàn Hoàng nha mọi người. Đó, và đã được Bộ Y tế, Bộ Công an kiểm duyệt rồi. Và với hai sản phẩm này, Hoàng Mai Anh thấy là không những mà nó làm tốt cho da của chúng ta, mà nó làm cho những cái vết mụn này, vết tàn nhang ấy, nó sẽ mờ đi, và nó sẽ làm cho da của chúng ta đồng đều màu da, cũng như là làm cho da của chúng ta trắng hồng nữa. Thực sự khi sử dụng sản phẩm này, đây mọi người thấy này, da của Hoàng Mai Anh này, mọi người có thấy không ạ? Da rất là trắng hồng, đúng không ạ? Căng mịn luôn. Đó là điều mà Hoàng Mai Anh cực kỳ thích với em này. Đó, da rất là thích luôn nha mọi người. Với sản phẩm này thì mọi người biết giá của nó rồi đúng không ạ? Vì nó quá hot rồi. 380.000 em này thôi mà hộp rất là, cũng khá là to và dùng khá là lâu hết đấy ạ. Còn cái em peel trị mụn này, nếu những ai bị mụn nha mọi người, trước đây thì Hoàng Mai Anh có cái mụn ở cằm, thế bây giờ là Hoàng Mai Anh vẫn tiếp tục dùng em nó. Mọi người biết không, khi mà chúng ta bị mụn ý, thì quan trọng ai cũng sẽ có thời điểm lên mụn, nhưng chúng ta biết cách điều trị và cũng như là ngăn chặn nó như thế nào. Thì ví dụ chúng ta bị mụn đúng không ạ? Thường thì sẽ có rất nhiều loại mụn, mụn sợi bã nhờn, mụn đầu đen, mụn đầu đỏ, mụn ẩn, rồi là mụn cám đúng không? Và đặc biệt là mụn mủ, mụn nang, mụn bọc. Đó là ba loại mụn rất là nặng. Thì bình thường á, chúng ta chỉ cần sử dụng em này một ngày 2 lần, chấm lên cái nút mụn đó. Đó, xong rồi chúng ta gọi là massage vỗ nhẹ như thế này để cho kem nó thẩm thấu. Đó, cho kem nó thẩm thấu như thế này. Và cái serum này là từ serum tươi, trong này có những thành phần vitamin rất là tốt để thúc đẩy cái quá trình gọi là đẩy ra những cái nhân mụn, sau đó làm se khít lỗ chân lông, và nó sẽ làm điều hòa cái lớp da của chúng ta và tiết chế bã nhờn, đặc biệt ở vùng mũi và vùng cằm rất dễ là bị mụn đó. Thì cái sản phẩm này á, giá cũng rất rẻ, có 360.000 thôi, tổng 2 sản phẩm chỉ có 740.000 mà chúng ta đã dinh được 2 em này về rồi. Đó.